Rồi, mình xin kính chào tất cả các bạn đã quay với lại kênh của mình. Thì lời nói đầu tiên thì Hoàng Tuấn xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn và các anh chị em bên đội ngũ YouTube. Xin chúc cho tất cả các bạn có một cuộc sống thật là an lành. Thì cái thời điểm hiện tại bây giờ thì cũng phong phanh về cái vấn đề mà dịch bệnh đang đang phát tán nữa các bạn ơi. Đó, cho nên là về cái vấn đề này thì mình cũng xin gửi lời để mà cho tất cả các bạn luôn luôn cẩn thận. Nhưng mà trong cái về cái vấn đề đó thì nó cũng có một cái vấn đề rất là quan trọng nữa các bạn ơi, là tất cả mọi thứ trên thế gian này ông trời ông cũng đều sắp xếp và an bài hết rồi các bạn. Thì chúng ta nghĩ thoáng một chút xíu để cho cái tâm của chúng ta nó nhẹ, nhưng mà không phải vì thế mà chúng ta phải không có phòng chống dịch bệnh các bạn ơi. Nói chung thì mỗi cái một chút các bạn, thì mình cẩn thận thì vẫn hơn nha các bạn nha. Đó thì theo như những cái cuộc sống của mình đó các bạn, thì những cái lời chúc và những cái tâm tình và những cái cầu nguyện của mình ở trong cái tâm của mình, thì một trong những người khách mà đã đến với mình và đặt cái sản phẩm bên mình, thì trong những cái người khách đó cũng có thể là do cái phước phần của mình cầu nguyện các bạn. À, cho họ có cái sự thành công, cho họ có cái sự khỏe mạnh và sự bình an. À, cho nên họ mới có được cái số tiền để họ đặt cái hàng bên mình các bạn. Đó, các bạn thấy không? Cái cuộc sống này nó lay quay nhưng mà thật sự nó cũng về một nơi một các bạn. À, cho nên là cái sự mà an lành của tất cả các bạn chính là cái niềm hạnh phúc của mình. À, các bạn thấy không? Nhiều khi người ta an lành, người ta làm ăn có tiền có bạc, người ta làm ăn thì nhiều khi người ta thắng lợi điều gì đó, thì người ta có tiền để đặt cái sản phẩm bên mình thì mình mới có một cái công việc để làm các bạn. Đó, nó là như thế. Thì hôm nay thì mình đã vừa hoàn thành khoảng 70% nha các bạn. 70% một cái cặp vỏ lo phi thuyền đôi, chép đôi nha các bạn nha, phi thuyền đôi 40 và chép đôi luôn. Thì thường thường mình có khuyến cáo cho tất cả các bạn nào mà đặt hàng bên mình đó, thì chẳng hạn như các bạn đi làm show lớn thì các bạn nên xài hai chép mỗi một một cái phi thuyền đôi như thế này các bạn. Tại vì các bạn biết sao không? Nhiều khi chúng ta đi show chúng ta được bốn cái chép như thế này thì cái sự an tâm của chúng ta nó sẽ nâng cao lên gấp đôi các bạn, gấp đôi. Còn nếu như các bạn làm cái vỏ phi thuyền dạng chép đơn thì có thể là các bạn xài cái chép dữ nào đó mình không cần biết, nhưng mà có thể nó đủ chứ không phải là nó thiếu nha các bạn. Nhưng mà cái độ nguy hiểm nó rất là cao, cái nguy cơ nó rất là cao. Tức là khi các bạn xài hai bên là hai cái full, mà trong khi đó mà lỡ một cái ngày nào đó mà chúng ta xui đó, chẳng hạn như cái con nó bị đứt dây hay là bị lâu ngày nó bị cháy đó, thì chúng ta sẽ mất một bên chép. Đó, cái điều đó thật sự nó rất là quan trọng nha các bạn. Còn nếu như chúng ta xài được bốn cái chép như thế này, chẳng hạn như chúng ta đứt một cái thì bên đây nó vẫn còn một cái chép, chúng ta vẫn ca được. Các bạn thấy gì chứ, nó đứt cái chép nó quan trọng, cái tiếng ca mình nó mờ lắm, các bạn ca không được đâu các bạn nha. Đó, các bạn thấy gì, cái chép rất là quan trọng, cái tiếng sáng của chúng ta nó nằm trong đó. Đó, cho nên là chúng ta thiết kế là mỗi một cái phi thuyền như thế này là hai cái chép là chính xác nhất nha các bạn. Có những anh em ở đây người ta mua xong rồi người ta bán bỏ rồi về, có thể là người ta bán không được, người ta gọc tới gọc lui gọc xuôi gọc ngược rồi bắt đầu mấy sửa chữa tùm lum tè le riết rồi bấy bá cái thùng hết trơn. Có thể là lúc mà người ta mua đó người ta nghĩ là nó một chép là nó đủ các bạn. Đó, cho nên là mua về cái cặp vỏ phi thuyền đó, thì khi mà đi show không nó đứt bên rồi thua, bắt buộc ở nhà phải đem về đem lên một cái phun khác để mà để cái chép vào. Hay là hoặc cái lúc mà các bạn nghĩ đi, lúc mà mình đang làm show đó thì khách người ta đang ca mà chẳng hạn như nó đứt bất tử, các bạn có thể nào các bạn mở tại chỗ các bạn làm được không? Khó lắm các bạn. Mà dù cho các bạn có làm được đi nữa thì mồ hôi mồ kê cũng đổ hết các bạn, tại vì cái sự lo lắng nó rất là lớn các bạn. Nó cái điều đó là mình đã từng có biết được nha các bạn nha. Cho nên là mình chia sẻ với tất cả các bạn. Và nó cực kỳ là quan trọng. Cho nên là chúng ta muốn làm một cái âm thanh nào đó, chúng ta phải tính. Đầu tiên là chúng ta phải tính về cái vấn đề thất bại của nó trước, rồi chúng ta mới tính tới thành công. Tại vì cái thành công á,
là nó không mang lại cho ta bất cứ một cái thiệt hại gì, mà cái điều thất bại là nó mang lại một cái thiệt hại thật sự cực kỳ là lớn lao luôn. Chẳng hạn như các bạn làm một cái show đó mà các bạn thất bại rồi thì người ta sẽ đồn. Mà các bạn nghĩ đi, trong cái đám là không phải ít người, có thể nói là hàng ngàn người các bạn. Hàng ngàn người mà người ta đã nhìn vào cái sự thất bại của tất cả các bạn rồi. Thì các bạn muốn người ta để mà người ta tin tưởng là các bạn là nó rất là khó. Có thể là người ta đi, người ta đồn tùm lum từ lưa, nó mướn cái dàn nhạc thì lại nó trục chặt, nó làm gì đủ thứ hết trơn luôn. Là từ đó về sau cái dàn nhạc chúng ta nó sẽ tuột dốc ngay. Nha các bạn, nên nhớ cái điều đó. Cho nên là chúng ta phải tính toán cho thật kỹ. Và khi chúng ta gáp xong một cái dàn nhạc, chúng ta phải test như thế nào một cách như là hết lực. Nó không không chừa một miếng lực nào hết. Chúng ta test như thế, tức là chúng ta muốn cho khi mà nó đã ra cái gặp cái trận chiến rồi là nó có chịu nổi hay không. À, nó có hoàn toàn là an toàn để mà chiến đấu hay không. Thì chúng ta từ đó chúng ta mới quyết định là đi ra cái thị trường, đi ra cái xã hội để chúng ta chiến đấu nha các bạn. À, thì cái âm thanh này các bạn thấy nó đơn giản như thế, nhưng mà nó mang cái tính cạnh tranh rất là cao. Đó, cho nên là các bạn suy nghĩ đi. Có những người người ta xài cái đồ rất là VIP luôn. Đầu tiên thì đã chọn một cái cấu hình đó đã xài rồi. Nhưng mà sau một thời gian phải đổi hoài. Đổi hoài, đổi mãi. Là tại sao? Tại vì họ chưa có đạt được cái mong muốn của mình. À, nhưng mà các bạn cứ suy nghĩ đi. Cái âm thanh này nhiều khi á, nó không có xuống đâu các bạn. Nhưng mà tại vì cái lỗ tai chúng ta nó tăng đồ. Tức là đầu tiên tại sao mà chúng ta mua một cái cặp loa nhỏ, chúng ta về để trong phòng chúng nghe đã quá. Mà đầu tiên chúng ta có một cái cảm nhận nó rất là tuyệt vời rồi. Nhưng mà sau một thời gian rồi nó đối với mình nó không còn giá trị nữa. Nó giờ như thế. Rồi chúng ta bắt đầu mới nâng cấp lên dần. Tại vì cái bản thân mình đã nằm trong cái hoàn cảnh đó, cho nên mình mới nói ngày xưa mình lo được mua được cái lô vi tính 550.000 là một cái súp với thêm hai cái full kè ở trên đó bạn. Mà nghe khoái lắm các bạn. Mấy tháng trời không ngủ được. Ban đêm thì nghe tới 1-2 giờ, xong rồi nằm xuống ngủ mới có 3 giờ 4 giờ sáng là thức dậy nghe nữa. Nó ghiền đó các bạn. Nó mà nó hạnh phúc nữa, tại vì trong cái lúc mình khó khăn đó là cái số tiền nó đã lớn rồi. À, và một cái thứ hai nữa thì cái âm thanh âm nhạc này nó đã đi sâu vào trong cái máu của mình. Đó, cho nên là mình cảm thấy lúc nào nó mình nằm xuống ngủ không được các bạn. Giống như nó nôn nao hay là mình thích nghe cái nhạc gì đó, nó thật sự mà nó rất là khó tả. Đó, nhưng mà mình ở đây thì nói chung mình sẽ xài theo cái túi tiền. Đó, giống như là mình tính toán là ở cái thu nhập của mình bao nhiêu thì mình xài bấy nhiêu. Đó, có những anh em các bạn thấy không, người ta đem ra âm thanh này mình ta chơi có thể nói tiền tỷ có nha các bạn. Tại vì họ lúc nào họ cũng muốn hơn người khác hết, chứ không muốn thua. Cái tánh tình của những người âm thanh này nó máu lửa lắm. Và một cộng cái thứ hai nữa là cái tánh tình của một con người nữa. Nếu mà chúng ta không chịu thua người khác thì chúng ta sẽ bước tới, tiến tới hoài. Mà chúng ta không bao giờ chùn bước. Có những anh em mà chơi tới tàn gia chủ lục các bạn tin không? Đó, cái câu đó là mình nói hơi nặng, nhưng mà thật sự có nha các bạn. Có những anh em chơi tới mà nhà không còn gì để chơi luôn đó, các bạn tin không? Tại vì mua xong đổi, nhưng mà mua cái món đồ đó về rồi làm kinh tế không ra. Đó, cho nên là phải bán bỏ hết. Và từ đó về sau cái cuộc sống nó mới tuột dốc đi xuống. Cho nên và cái điều mà nói mà để mà chúng ta chơi một cái dàn âm thanh mà để cho nó vững chắc thì chúng ta phải tính toán cho nó thật là kỹ. À, mình mua về với cái mục đích như thế nào? À, mình mua về để mà phục vụ cho bản thân thì mình mua cái vừa túi tiền thôi. Còn nếu như mình phục vụ cho quần chúng, cho nhân dân, cho tất cả mọi người trong đám tiệc này kia đó thì chúng ta phải tính toán cho thật kỹ là chúng ta có thể là chúng ta đạt được cái thị trường đó hay không thì chúng ta mới tính tới. Cho nên là từ đó mình mới nói với tất cả các bạn, mình tính toán tất cả mọi thứ trên thế gian này mình phải tính cái thất bại trong đó, chứ không thể nào tính cái thành công được. Tại vì cái thành công là nó nếu nó đã thành công rồi thì mình không còn gì nữa đói. Nhưng mà lỡ như nó thất bại rồi chúng ta phải làm sao? Đó là như thế.
Thì bây giờ thì mình cũng nói luôn nha các bạn nha. Ở phía sau thì ảnh kêu anh khách này, ảnh kêu mình làm tới hai cái bài lần này các bạn. Hai cái chạm sắt. À, hai cái chạm nha các bạn nha. Mỗi một bên hai chạm. Thì không biết là ảnh đánh ảnh câu như thế nào nhưng mà ảnh yêu cầu là mình làm. Còn về cái vấn đề mà thêm hai cái cặp chạm này thì mình sẽ tính tiền thêm nha các bạn nha. Tại vì cái chạm này nói chung là không phải là cái chạm lỗi 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 xàm xàm đâu. Các bạn thấy cái chạm này nó rất là đẹp. Để khi mà mình sơn xong rồi mình sẽ để vô. Thì cũng giống như cái loa hỏa tiễn vậy đó các bạn. Hỏa tiễn mà hôm qua hôm kia gì đó mình đã làm cái video cho các bạn xem đó. Đó thì những cái bài đó các bạn nhìn thấy nó rất là đẹp. Còn hồi lúc trước mình không có chỗ mua cái bài, mình toàn là mình chế hoặc là mình chế bằng cái miếng nhôm đó các bạn. Rồi mình phải khoan xong rồi mình phải đặt cái gắt niêm chích vô nữa. Các bạn thấy rất là cực. Mà cái thời gian này thì mình đã liên hệ được những cái chỗ mà bán mấy cái phụ kiện này các bạn, cho nên là mình mua về. Cái thứ nhất á, là nó tăng được cái mỹ quan của cái sản phẩm mình lên, và cái thứ hai nữa nó rất là lẹ làng. Chúng ta về chỉ cần chúng ta đo ngay kích thước đó, chúng ta phai, chúng ta lọng, chúng ta phai là xong. À, nói chung á, thì mình cũng may mắn các bạn. Nhiều khi mình lướt 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 cái bắt đầu mình thấy mấy cái chỗ nó bán xong cái mình vô mình hỏi mình mua thì cuối cùng người ta cung cấp. Nhưng mà thật sự mình may mắn mình gặp những cái chỗ rất là tuyệt vời không các bạn. À, giống như những cái chỗ mà mình mua phụ kiện này nè, người ta nói là thường thường là cái số nhiều người ta mới chuyển chứ số ít ít người ta không chuyển các bạn. À, mà mình thì mình không có vốn gì mấy nữa, nhưng mà cái sự mà tâm tình, cái sự mà mình tâm sự với người ta có sao mình nói vậy thì người ta hiểu được, người ta sẽ giúp mình đó các bạn. Bây giờ mình nói thật sự với các bạn, mình mua hai cặp này người ta cũng gửi nữa, các bạn có tin không? Từ Sài Gòn nha các bạn nha, mình mua hai cặp này người ta cũng gửi nữa. Nên cái đó là mình nói thật sự luôn, người ta đã đặt cái niềm tin cho mình rồi thì nó rất là dễ các bạn, không có gì mà khó chứ. Nhưng mà cái điều quan trọng chúng ta có thể làm cho người ta thương được hay không đó các bạn, và mình sống như thế nào để mà người ta thương được á, mấy bạn là quan trọng các bạn. Cái phước phần và cái may mắn của con người chúng ta không phải nói có là có được đâu các bạn, chúng ta phải tích lũy nữa. Giống như là chúng ta đang đang chuẩn bị, một ngày chúng ta bỏ một hộp gạo đi, một ngày chúng ta bỏ vô cái lon một hạt gạo thôi đó, nhưng mà mình được nhiều ngày thì gạo của mình nó sẽ đủ để mà mình nấu một cái nồi cơm hay là cái nồi chè gì đó các bạn. Đó. Nói chung thì nó đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta cần phải có cái sự cố gắng. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải nhẫn nại, chúng ta phải kiên nhẫn. Làm YouTube này cũng vậy các bạn. Các bạn thấy mình làm cũng khoảng 3 năm nay đó các bạn, nhưng mà mình chưa có lãnh được tiền. À, mình chưa có lãnh được tiền gì hết, nhưng mà mình vẫn cố gắng mình làm. Mình hy vọng một ngày nào đó mình sẽ thành công. Mình hy vọng các bạn. À, mình rất là hy vọng về cái vấn đề đó. À, thì nói chung thì những cái video của mình á, mình nói nhiều quá. Mà các anh em á, và các bạn á, nếu cảm thấy không nghe được lỗ tai thì các bạn cho qua. Như hôm nay thì nói chung mình cũng hơi bức xúc, cho nên là mình nhắc cái chuyện cũ là chút xíu nữa. Nhiều khi các bạn nói một chuyện mà mình cứ nói hoài. Tại vì các bạn nó comment đó là các bạn nó là có cái tánh giống như chữ thề các bạn. Cái câu văn nó giống như chữ thề. Đầu tiên là để chữ mẹ trước một cái, tức là muốn chữ thề là muốn chửi mình đó các bạn. Đó. Cho nên là mình buồn. Tại vì á, nói chuyện mình làm sai thì cái gì đó thì mình chịu, chứ mẹ cha của mình là không có dính líu gì trong này nha các bạn nha. Cho nên là cái điều đó, cái điều xúc phạm rất là nặng, rất là lớn đối với mình. Nhưng mà mình mai mốt á, mà bạn ấy có nghe được những cái video của mình á, thì hãy nên ngưng lại, đừng có những cái thái độ đó. Tại vì chúng ta là một con người, chúng ta có khối óc, chúng ta có đôi tai, chúng ta có cặp mắt, thì chúng ta phải nhìn và chúng ta phải nghe. Cái gì hay thì chúng ta nghe, chúng ta để trong cái tâm đó để chúng ta làm cái hành trang mà đi trên cuộc đời này. Còn nếu không hay thì chúng ta cho qua. Cái điều đó là không ai bắt buộc để mà chúng ta phải nghe và chúng ta phải làm theo. Đó, cho nên là cái lời đó là cái lời khuyên. Đó, các bạn lo tạo phước đi các bạn ơi, chứ đừng có lo tạo nghiệp. Đó, thời buổi bây giờ các bạn cũng đã thấy rồi, dịch bệnh thì bùng phát trở lại. Con người thì chết nay sống mai, không phải giống như ngày xưa mà đợi già mới mất các bạn.
Đó, cho nên là chúng ta phải sống thật, làm sao cho thật sự là chân thành. Đó, khi mà chúng ta nằm xuống rồi có người nhắc khi mà người đó còn sống, người đó tốt như thế nào và người đó ra sao, thì cái điều đó mới là cái điều mà khiến cho chúng ta mà cảm thấy là nó hạnh phúc. Đó, hay là hoặc cái điều ý nghĩa trong cái cuộc sống của chúng ta khi mà chúng ta làm cái kiếp người. Chứ còn các bạn đừng có suy nghĩ mà các bạn hay, các bạn giỏi, mà các bạn coi tất cả mọi thứ trên thế gian này chẳng có ra gì. Cái trái đất này rộng lớn lắm các bạn. Chúng ta sống một ngày, chúng ta làm một điều là chúng ta đang thu gọn cái thế giới lại, thu gọn nó lại. Đó, là cho bản thân chúng ta thôi, chứ thật sự chúng ta chưa vì ai hết. Đó. Cái tâm nó xuất phát từ cái tâm của chúng ta. Cái thiện, cái ác nó xuất phát từ cái tâm. Giống như cái âm thanh các bạn cũng đã thấy. Có người tại sao mà người ta lại chọn cái cấu hình này, có người người ta chọn cái cấu hình kia. Trên đời này cũng là vậy các bạn. Tại sao một người chọn thiện mà tại sao một người chọn ác? Là do xuất phát của mỗi người thôi. Chúng ta thấy cái thiện nó tốt thì chúng ta đi theo nó tốt. Chúng ta thấy cái ác nó tốt thì chúng ta đi theo cái ác. Nói vậy thôi, âm thanh này cũng là vậy. Cho nên là các bạn đừng có so sánh bất cứ một cái cấu hình gì ở trong cái âm thanh này. Giống như con người chúng ta. Chúng ta thích thiện thì chúng ta làm thiện, chúng ta thích ác thì làm ác. Chúng ta thích chọn cái mẫu này thì chúng ta xài mẫu này. Chúng ta thích chọn mẫu kia thì chúng ta chọn mẫu kia. Không có ai ép buộc chúng ta hết. Và cái phước phần của chúng ta tạo mỗi ngày á, thì nó giống như là một cái thành quả. Mình làm ác nhiều thì một ngày nào đó chúng ta sẽ chịu cái hậu quả về cái ác. Còn chúng ta làm thiện nhiều thì một ngày nào đó chúng ta sẽ hưởng được cái thiện. Nó là như thế thôi. Đó, cho nên là những người mà thường thường mà nói mình ở đây cũng vậy các bạn. Nhiều khi mình nói sao mà mình cũng cố gắng hết sức luôn, mà sao cuộc sống mình nó cứ mãi như thế này hoài, nó không phát triển được. Đó, thì mình cũng suy nghĩ một cái điều nó rất là nhẹ nhàng. Tại vì cái phước chúng ta chưa tới, chúng ta tạo chưa đủ. Đó, giống như cái đồng tiền cũng vậy. Chúng ta tại vì chúng ta tạo chưa đủ cho nên hiện tại chúng ta chưa có giàu. Cái phước chúng ta tạo chưa đủ cho nên là chúng ta chưa được hưởng. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Bây giờ chúng ta tiếp tục cứ tạo tiền, tạo phước, tạo tiền, tạo phước. Thì tới chừng nữa chúng ta sẽ hưởng được phước. Và cái tiền mà chúng ta dành dụm được nhiều thì sau này chúng ta cũng sẽ giàu thôi. Đó, bây giờ mình yêu cầu mình có cái sức khỏe. Mình cầu xin làm sao có được cái sức khỏe. Làm việc được mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi sáng thức dậy có một cái sức khỏe thật tốt. Bắt tay vào việc làm. Thường thường bởi vì người ta nói là cái lao động là cái vinh quang là như thế các bạn. Không phải chúng ta ngồi ở không là chúng ta ngon đâu. Đó, chúng ta mà ngồi ở không á, biết rồi gân cốt chúng ta nó cũng cứng đi. Đó, rồi xương thịt chúng ta từ từ nó cũng dở các bạn ơi. Mình thấy rồi. Đó. Mỗi những người mà ở không á, là yếu xìu các bạn. Đó, ngoài việc mà ngồi trong những cái sòng nhậu mà ăn uống thôi chứ không có làm ăn được gì. Tại vì họ may mắn là họ đầu thai ngay chỗ giàu có chứ. Thật sự mà nói, mình nói thật sự luôn. Những người đó thật sự mà nói, nếu mà gặp cái hoàn cảnh khó khăn họ khó mà vượt qua lắm các bạn. Tại vì cái sự lao động của họ ít quá. Cho nên là họ chỉ sống trong cái giàu sang đó, nó quen rồi. Mà khi mà họ đã gặp được một cái vấn đề gì mà nó trục trặc trong cái cuộc sống, họ khó mình, khó bề mà chuyển mình nổi. Cho nên là mình luôn luôn là cho cái bản thân mình phải gặp khó khăn trong cái cuộc đời này. Để làm gì? Để mà chúng ta lăn lộn với cái sự mà cực khổ đó, và những cái hoàn cảnh khó khăn đó. Để khi chúng ta gặp nó, chúng ta không còn cảm thấy nó xa lạ nữa. Và cảm thấy nó không còn khó khăn nữa. Thì trên thế gian nó là gì? Mấy đứa con mình cũng vậy. Làm, nhất định phải cho làm. Tại vì ngày xưa mình cũng là một người xuất thân từ gia đình nghèo, là cực khổ từ nhỏ tới lớn. Cho nên bây giờ là mình cũng cố gắng mình làm cho những đứa con mình, để cho nó biết được là cái cuộc sống này là nó luôn luôn là khó khăn như thế. Mình phải tạo cho nó cái sự khó khăn từ nhỏ, để cho nó biết được và nó lăn lộn với cái cuộc sống khó khăn đó. Để sau này mà khi mà mình đã già đi, mình không còn giúp đỡ được nó nữa, thì nó cũng tự nó sống được các bạn. Cái đó là cái quan điểm của con người của mình.
Rồi thì hôm nay mình xin kết thúc cái video tại đây nha các bạn nha. Mình sẽ chuẩn bị mình sơn nha các bạn. Đó, mình sơn xong rồi mình sẽ làm một cái video nữa để gửi cho tất cả các bạn nha. Rồi mình xin kính chào một lần nữa, mình xin chúc cho tất cả các bạn luôn luôn có một cuộc sống thật là an lành nha các bạn ơi. Rồi mình xin kính chào.